Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách cập nhật và hỗ trợ kê khai các báo cáo thuế hoặc là báo cáo tài chính từ phần mềm kế toán Smart Pro. Thì để cập nhật và hỗ trợ kê khai thì đầu tiên trên phần mềm kế toán Smart Pro chúng ta sẽ vào mục một nhà phát sinh. Chúng ta vào mục 2 khai báo thông tin và chúng ta vào mục 2 khai báo tên công ty trong hỗ trợ kê khai. Thì ở đây chúng ta sẽ khai đầy đủ thông tin của doanh nghiệp chúng ta ở đây, tức là đây chính là tờ thông tin doanh nghiệp ở trong hỗ trợ kê khai, các bạn khai cho đúng ha. Sau khi khai xong thì các bạn sẽ ra màn hình ở cái biểu tượng phần mềm mà các bạn đang sử dụng. Các bạn sẽ ấn chuột phải và các bạn ấn vào nút Open File Location. Ở đây các bạn sẽ bật file không Smart Pro gạch config này lên ha, thì nó sẽ hiện ra cái thư mục data lưu hỗ trợ kê khai ở đây. Thì cái thư mục này á thì tùy theo chúng ta cài ở đâu thì chúng ta sẽ khai đường dẫn ở đó. Thì ví dụ như ở bên máy tính mình thì mình lưu ở ổ D, mình hỗ trợ kê khai đây, mình ấn vào data file đây và mình copy cái đường dẫn này qua đây, mình copy cái đường dẫn qua và mình sửa dấu gạch chéo thành dấu gạch chéo này ha. Các bạn lưu ý khi các bạn cài hỗ trợ kê khai thì các bạn nên cài ở ổ D hoặc ổ E, thì nó sẽ khi mà các bạn cài lại Win thì cái thư mục data file của các bạn nó không có bị mất, các bạn không bị mất dữ liệu, các bạn không nên cài ổ C. Và thứ hai là khi cài ổ C thì cái thư mục data file nhiều khi nó sẽ nhảy vào cái phần app data chứ nó không có vào cái đúng cái data file của các bạn. Thì sau khi khai xong trên cái file Notepad này thì các bạn tắt đi. Và các bạn tắt luôn phần mềm ha. Rồi và các bạn vào lại. Rồi bây giờ trong phần mềm á thì để cập nhật vào hỗ trợ kê khai thì các bạn sẽ vào cái báo cáo tương ứng để cập nhật hỗ trợ kê khai. Ví dụ báo cáo thuế thì các bạn sẽ vào mục báo cáo thuế, các bạn vào cập nhật và hỗ trợ kê khai, các bạn chọn tháng hoặc quý và các bạn cập nhật vào, và các bạn chọn đây và các bạn xử lý Excel và cập nhật vào. Và các bạn muốn cập nhật báo cáo tài chính thì các bạn sẽ vào mục báo cáo tài chính, các bạn cập nhật vào. Ví dụ như ở đây mình sẽ cập nhật hỗ trợ kê khai cái cân đối kế toán của năm 2020 cho các bạn coi ha. Thì các bạn nhấn vào nút cập nhật hỗ trợ kê khai và các bạn ấn nút in. Rồi, thì nó đã cập nhật hỗ trợ kê khai thì sau đó các bạn sẽ cập nhật tiếp các báo cáo khác, ví dụ như là kết quả kinh doanh. Rồi, sau khi cập nhật thử và hỗ trợ kê khai thì chúng ta sẽ vào trong cái hỗ trợ kê khai chúng ta kiểm tra lại. Báo cáo tài chính. Đây thì lúc này cân đối kế toán kết quả kinh doanh nó đã được cập nhật và hỗ trợ kê khai giống lúc nãy mình đã kết xuất ra Excel ha. Thì vừa rồi mình đã hướng dẫn cho các bạn cách cập nhật báo cáo tài chính hoặc là báo cáo thuế từ phần mềm kế toán Smart Pro vào hỗ trợ kê khai. Các bạn cần liên hệ thêm các chức năng khác thì các bạn vui lòng vào trang web phần mềm năng động.com. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.